Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với The Dinner Gamer ha. Và game sinh tồn từ lâu là một tựa game được rất nhiều game thủ thích về độ khắc nghiệt cũng như là lối chơi cũng như sự hấp dẫn của nó. Thì hôm nay mình sẽ làm một video giới thiệu anh em top 5 game sinh tồn rất là hay ở trên cái mobile ha. Thì năm tựa game này đã ra mắt từ rất lâu rồi, tuy nhiên hôm nay mình gom lại để cho anh em nào chưa biết. Thì đây là năm tựa game rất là hay và rất là nổi tiếng. Và mình sẽ vào luôn video đầu tiên với chúng ta, đó chính là một tựa game đã thành thương hiệu từ rất là lâu rồi. Tựa game mình có tên là The Last Day on Earth ha. Thì đây là một tựa game sinh tồn trong một cái thế giới học tận thế, khi mà chúng ta sẽ phải cùng đương đầu với những cái nạn zombie. Tuy nhiên zombie vẫn chưa phải là điều duy nhất cản trở anh em trong cái cuộc sống sinh tồn này, còn có những người chơi khác. Thì người chơi khác ở đây chỉ là những người chơi ảo thôi, đó cũng là một điểm trừ ha. Tuy nhiên khi mà phiên bản update mới nhất thì cũng đã có những cái cải tiến về có thể co-op người chơi các kiểu rất là hay. Còn về cái phiên bản cũ thì vẫn update về những cái biome mới hoặc là những cái đồ mới. Và đây là một tựa game sinh tồn rất là hay và có thể nói là ông nội của những tựa game khác ha. Mình cứ nhớ tầm 3-4 năm trước thì đây là một tựa game mà nhiều anh em chơi và sinh tồn. Không tính đến mod thì tựa game này cũng không phải là một cái điều gì đó đơn giản. Chúng ta phải tuân thủ những cái luật riêng của cái đất, của cái miền đất này, và để sinh tồn cũng như là để phát triển. Cũng như là phải tắm rửa thường xuyên để có thể tránh mùi, tránh đồ để cho những cái con zombie không tới ha. Và cũng có những đợt zombie rush tới sẽ khiến cho anh em khó sống hơn. Thì đây là một tựa game chắc chắn anh em phải chơi thử nếu như anh em đã thích thể loại game sinh tồn trên mobile. Ok, chúng ta đến với tựa game thứ hai. Tựa game thứ hai có tên là Raft Survival Ocean Nomad. Thì đây là một tựa game dựa theo một tựa game ở trên PC ha. Và chúng ta sẽ sinh tồn trên những tấm bè. Mặc dù bỏ qua tính logic hơi phi lý một chút thì đây là một tựa game cũng khá là thú vị và khá thành công ở trên PC. Chúng ta sẽ lang thang giữa biển trên những tấm bè. Chúng ta sẽ có một cái móc, sau đó sẽ móc những cái nguyên liệu cần thiết ở trên biển, rồi bắt đầu mở rộng cái bay của chúng ta ra. Và khi mở rộng cái bay chúng ta ra, chúng ta cũng phải đi kèm với lại cái việc là tìm kiếm thức ăn và đồ cũng như đồ uống các kiểu. Thì tất nhiên ở trên biển thì chúng ta chỉ có thể có nguồn thức ăn duy nhất, đó chính là thịt cá và cũng như là chim biển thôi. Tuy nhiên về sau chúng ta sẽ tìm những cái mảng gọi là đảo nhỏ thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều nguyên liệu hơn. Thì tựa game này cũng gọi là kế thừa khá nhiều thứ về Raft ha, vận dụng rất là nhiều cái ý tưởng hay của Raft mà mang qua. Và chúng ta có một phiên bản dành cho mobile khá là tốt, tuy nhiên là quảng cáo cũng tương đối nhiều, hoặc là anh em có thể để chế độ offline chơi cũng được không sao cả. Nhưng mà game này mình thấy rất là hay khi mà chúng ta có thể chơi một phiên bản Raft tương đối mà mình nghĩ là tầm khoảng 70-80% phiên bản trên PC. Và game này thì không những là có cá mập để đến tấn công anh em đâu, mà ngoài ra thì nó còn có những cái zombie nữa, zombie phóng xạ nữa, cũng như là những kẻ thù khác nữa. Thì đây là một tựa game anh em nên chơi thử, đặc biệt những anh em nào thích phiêu lưu và tìm quanh bi giữa biển ha. Rồi, đến với tựa game thứ ba. Nếu như anh em thích một thể loại game sinh tồn và trong một thế giới gọi là trung cổ thì đây là một tựa game rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ sinh tồn trong một cái thời đại mà gồm có quỷ ma các kiểu rất là nhiều thứ, và chúng ta sẽ vượt qua những khu rừng. Ở nơi này có rất nhiều kẻ thù, từ những cái xác sống, từ những cái người lưu vong, hoặc là những cái pháp sư phù thủy, hoặc có thể là những quái vật. Tất nhiên rất nhiều thứ khác chờ anh em đến cũng như là để tấn công anh em. Đó, ngoài ra thì đặc điểm của trung cổ đó chúng ta là vũ khí rất là thô sơ và chúng ta sẽ đánh auto bằng cận chiến. Khác hẳn với những tựa game như Last Day on Earth các kiểu thì chúng ta sẽ chỉ có cây kiếm hoặc là cung nỏ thôi. Nó sẽ đam không có to mà cũng như là sinh tồn khắc nghiệt hơn một chút. Đây là một tựa game có thể nói là được thiết kế rất là đẹp, cũng như là trong bối cảnh mà trung cổ thì nó làm cho anh em rất là thích thú. Tại vì màu sắc cũng như là hình ảnh nó giống như chúng ta đang coi một bộ phim trung cổ vậy. Rất là bi tráng anh em ha, rất là hoài hùng đó. Những con quái vật được thiết kế cũng khá là châu chuốt anh em nhé. Và đặc điểm quái vật thì nó khá là mạnh, và cũng như là theo thời gian thì nó cũng sẽ mạnh lên rất là nhiều. Chúng ta cũng phải sinh tồn cũng như là phải vượt qua điều đó. Thời gian đầu thì vũ khí còn hạn chế nên là anh em phải cẩn thận hơn một chút trong quá trình sinh tồn ha. Thì tựa game này hoàn toàn miễn phí ở trên mobile Android iOS nhé. Anh em có thể tải và chơi thử. Về sau thì anh em sẽ có thêm bạn bè là bạn đồng hành, cũng như là làm những cái nhiệm vụ cốt truyện của những cái nhân vật ảo khác, NPC khác ha. Ok, thì tựa game này được đánh giá cũng khá cao đấy, tầm 4.2.3 đấy là mình sẽ giới thiệu anh em. Và tất nhiên trong danh sách này toàn những game mà trên 4 chấm anh em nhé, để cho anh em có thể có những trải nghiệm tốt hơn. Rồi, vẫn là tựa game sinh tồn, và hôm nay chúng ta sẽ sinh tồn ở trong một thế giới nô lệ ha. Dựa theo những tựa game ví dụ như là Con đường lưu vong, những tựa game mà đã thành công trong cái mảng này. Tùy anh em nhé. Con đường lưu vong thì nó vẫn là game RPG hơn, còn cái game mà chúng ta nhớ đến nó là game sinh tồn anh em nhé.
ví dụ như Conan Exarchil anh em nhé, thì chúng ta sẽ phải sinh tồn trong một cái thế giới mà những con quái vật cũng như những thú dữ còn rất nhiều, và trong một cái thời đại mà nô lệ là một thứ gì đó, là một mặt hàng, nên là chúng ta cần phải sinh tồn và làm sao đó để không bị bắt cũng như là đánh bại được những cái kẻ thu bắt nô lệ. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có những con quái vật rất khủng khiếp được điều khiển bởi những thế lực hắc ám ha. Chúng ta vẫn sẽ sinh tồn, xây nhà, làm bay sau đó để có thể tồn tại và sống sót. Và những con quái vật cũng như là những cái thú dữ nó sẽ tấn công anh em vào mỗi 24 tiếng một lần, như những tựa game mà mình đã giới thiệu ở đây. Thì nó chỉ khác nhau ở chỗ là đó chính là quái vật thôi, và trong bối cảnh trung cổ thôi. Game được thiết kế cũng khá là châu chuốt và rất là đẹp. Game này cũng hiện tại hoàn toàn miễn phí anh em nhé, để anh em có thể chơi thử. Tựa game này tên là Exile. Exile có nghĩa là hành trình anh em ạ, có nghĩa là lưu vong hay sao đó. Mình nói lưu vong. Có điều một chút hư cấu đó chính là ở thời lưu vong, thời là này mà lại có những cái máy bay, những cái chiếc xe bay, hơi điều chút, nhưng mà cũng là một tựa game anh em nên chơi thử. Rồi, kết thúc top 5 game này, chúng ta sẽ quay lại với bờ biển của chúng ta. Mình thì rất là thích biển anh em ha, và tựa game này thì nó sẽ liên quan tới biển rất nhiều, và chúng ta sẽ sinh tồn, nhưng chúng ta là hải tặc. Hải tặc thì luôn luôn cướp bóc anh em. Đó. Chúng ta sẽ đóng vai phản diện một chút. Thì tựa game này sẽ rất hợp với những anh em nào thích phiêu lưu biển cả, cũng như là thích tìm kho báu One Piece á, hoặc là những anh em thích One Piece á ha. Đấy, thì chúng ta sẽ đóng vai một cái hải tặc, và công việc đầu tiên chúng ta vẫn là sinh tồn thôi, rất giống mọi người. Tuy nhiên có một điểm hay hơn của những tựa game khác, đó chính là mới vô chúng ta sẽ có những NPC ở bên cạnh, sẽ hướng dẫn chúng ta, sẽ cung cấp đồ cho chúng ta để vui hơn, và nó có nhiều nhiệm vụ hơn. Đây là một điều rất là thú vị khi mà những tựa game này phần lớn là họ hứa rằng sẽ có co-op các kiểu, nhưng mà chỉ có co-op bằng mỏm thôi. Đó, những người chơi ảo thôi, thỉnh thoảng gặp những người ảo chạy qua chạy lại là mình làm mẩy thôi, chứ thực ra là chả có người chơi nào cả. Tuy nhiên là game này thì nó đỡ hơn một chút khi nó có nhiều NPC hơn, nhìn ở cái bay anh em chơi nó cũng đỡ chán hơn. Một thiết kế cũng khá đẹp ha. Map thì là map biển cả thôi, vũ khí nó cũng liên quan tới biển cả, từ những trang bị cũng như là quần áo cũng theo xu hướng biển cả, theo hướng hải tặc, khá là thú vị. Đó. Thì xin giới thiệu anh em top 5 game này ha. Thì 5 game này đều là những game miễn phí và được đánh giá là trên 4 chấm ở trên mobile, Android, iOS các kiểu, và đều có link, anh em có thể lên trực tiếp trên đó họ tải, anh em tải về, hoặc là anh em có thể xem dưới phần mô tả nếu mà có link ha. Đó. Thì với bản game này thì nó lại thiết kế ở có một cái bờ biển nhìn đẹp hơn chút ha. Có một cái bờ biển cũng như là một cái cảng nhỏ nhỏ để anh em chuẩn bị ra khơi và cũng như là tìm kiếm những cái vùng đất mới, cũng như tìm kiếm nguyên liệu cũng như kho báu ha. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Hy vọng anh em sẽ ủng hộ video này. Anh em nhớ like và share, đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Bye anh em.